Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hugo Quỳnh. Những cái câu hỏi của các bạn về cái vấn đề viễn chinh đó thì bây giờ đã được giải đáp. Cái thứ nhất, cái bệnh xá ở đây á, là nó là con số là vô cực. Có nghĩa là các bạn có thể cho lính vô bao nhiêu cũng được. Cái chữa trị của bệnh xá này giống như bệnh xá bình thường thôi. Nó vẫn tốn tài nguyên, tốn tăng tốc và tốn tất cả mọi thứ của các bạn. Tuy nhiên cái lượng tăng tốc tốn ở đây thì nó sẽ ít hơn một xí, do ở đây nó có cái tốc độ chữa lành nó tăng. Rồi, cái vấn đề thứ hai là các bạn hỏi lính ở đây có chết hay không? Thì mình xin giải đáp luôn á, là lính ở đây nó không chết. Hầu như khi mình tấn công thì toàn bộ số lính của mình á, đáng lẽ ra phải chết thì nó đều bị thương cả. Tất cả đều bị thương, kể cả lính như thế nào mình không biết. Thì nó giống với việc khi bạn tấn công một con quỷ HM, thì cái toàn bộ cái sát thương của bạn á, nó đều bị thương cả, chứ nó không chết. Nhưng mà ở đây các bạn chữa trị là các bạn phải tốn, cho nên là các bạn nào mà xài thì bạn cân nhắc là việc sử dụng tay năm nha. Sử dụng tay năm là tốn đá chăng là cũng nghèo luôn á, chứ không giỡn chơi đâu nha. Về cái mặt tính điểm thì hình như là tiếp viện không được tính thì phải, tại vì hồi nãy giờ mình thấy là cái con điểm của mình không có lên khi mình tiếp viện. Cái cách tính điểm trong viễn chinh bang hội nó sẽ như thế này: nếu các bạn săn quái level 3, các bạn sẽ được 2.400 điểm ở lượt săn và 25.000 điểm khi giết quái. Tương tự là level 4, level 5 là 7.200 điểm khi săn và 300.000 điểm khi giết quái. Có nghĩa là các bạn chém bao nhiêu đam mình không biết, nhưng mỗi đam 7.200 đó. Hắc ám thì có số điểm tối đa các bạn. Mình được phép là đánh 20 con hắc ám 4 nè, và mình được đánh 10 con hắc ám 5 và 5 con hắc ám 6. Này chỉ thủ lĩnh nhận được thôi. Còn đánh quân địch bị bao vây, lính bậc 1 có 5 điểm, bậc 2 100 con bậc 1 5 điểm, 100 con bậc 2 10 điểm, 100 con bậc 3 20 điểm, 100 con bậc 4 là 40 điểm và 100 con bậc 5 là 80 điểm. Còn thu thập tài nguyên thì mỗi 1.000 tài nguyên á, nó sẽ có là 10, tương ứng như là lúa là 10 điểm, đá là 15 điểm, gỗ 15 điểm, quặng 15 điểm và vàng là 30 điểm. Ở đây á, mình thấy là các bạn thu thập á, là mỏ mà đá gỗ là ngon nhất. Tại vì nếu yếu xét về tốc độ thu thập á, lúa là thu thập nhanh nhất, nhưng mà lúa được có 10 điểm thôi. Nhưng mà đá gỗ á, cái tốc độ thu thập của đá gỗ á, là nó sẽ tương đối nhanh hơn là quặng. Nếu ở đây quặng nhiều điểm hơn thì mình có thể là mình cân nhắc, nhưng mà ở đây các bạn thu thập đá với gỗ là ngon nhất. Còn chuyện vàng á, thu thập rất là chậm, cho nên việc 30 điểm của vàng thì hên xui. Rồi, như bạn nào mà kiểu mà máu chiến như kiểu Huga đi, các bạn còn một cách kiếm điểm khác, đó là các bạn tấn công vào cái cứ điểm. Thì ở đây các bạn tấn công vào á, thì lính bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5 thì nó có số điểm khác nhau. Ví dụ như là mỗi 100 con lính bậc 1 thì các bạn có 5 điểm, bậc 2 thì các bạn 10 điểm, bậc 3 các bạn được 20, bậc 4 các bạn được 40 và bậc 5 là các bạn được 80 điểm. Đây cũng là cái lý do mà cái công điểm của Huga tăng rất là nhanh. Đây Huga chỉ tấn công đâu đó có 1, 2, 3, 4 và 5 cái tháp tiếp sức. Thì trong những cái tháp tiếp sức này á, là mình đã giết được rất là nhiều quân địch trong đây. Thành ra là cái số điểm của mình tăng trưởng rất là nhanh. Thì tương tự bạn nào mà muốn chơi đánh nhau thì cũng có thể tấn công cái tháp này kiểu như Huga, để được cái con số điểm tăng trưởng nhanh hơn nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nếu các bạn có gì thắc mắc cứ comment bên dưới video, Huga sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn. Bye.